Hôm nay chúng tôi đi tắt cá và có một cái gàu thôi này. Cái gàu này là tắt cá mọi người nha. Giờ đi kiếm ao để bắt cá đồng. Nhiễm giá một số chín. Siêu tiền độ. Tiền nhỏ con nhưng anh ta rất là lãnh lẹo. Dạ, anh em chúng tôi đi qua bên kia kìa. Có anh em đang đắp bờ bên kia. Từ xa bên kia mọi người. Đây, nó đầm lúa nha mọi người. Anh em đang đắp ao bên kia. Giờ anh em tôi tắt cái ao đó. Ủa đá chứ không? Tỉa dây lại. Dạ. Đây, có tới ao bên này nữa mọi người. Bên phía ngoài kia là xong, trong này là đầm. Rồi bây giờ đắp bờ. Ờ này thỏ chươm nữa hả? Ủa này sao có nè. Chỏ gà luôn. Có nhã kìa. Không có là gì mày. Dạ. Nhạo rồi. Dạ mà tự biết không lấy. Dạ bông con gì nhờ về ngủ luôn. Ôi mà giấu cái tay mà. Nó rồi nó xuống mua chục gò mà dưới chạy nuôi lớn rồi ngồi ăn thịt cái gì mà. Cọc vô đi. Giờ bây giờ anh em tôi đang tót nha mọi người. Anh Rồn. Anh Rồn mà đang dọn cây để chuẩn bị khi nào tắt còn là chúng tôi sẽ bắt cá. Còn bây giờ anh Cưng với anh Cưng anh và Cưng em bây giờ là đang tắt. Dọn mấy cái gai này qua đây. Anh em tất rất kia là hang sai đó thì kiếm mồi về nhậu nha mọi người. Người đang tắt. Đây
cái này ai sao quê sẽ nhớ về tắt ao nước hồi xưa nha mọi người. Dạ nay chúng tôi quay về lại hồi xưa đi tắt nước lúa cho này. Đây, đây là lúa nha. Tắt nước lúa này. Nhưng hôm nay anh em chúng tôi là tắt ao để cạn để bắt cá. Anh em bây giờ tập trung rất là đông. Thêm vài anh em nữa. Có một anh Nhật đang trợ giúp nước. Hai anh em đang cọc dây thêm một cái gầu tắt nước nữa nha mọi người, để tắt cho hai cái tắt cho nó nhanh. Còn ai mày thì sẽ thay đổi. Mới sắp xíu mà mày có mọi người ơi, rất kỳ là nén luôn. Ôi Sơn, bộ dưới này, bộ dưới vẽ đảo mà dưới á. Hôm đó gió phải trời mà cái này chạy còn hòn cái xét không lao. Một, bốn, chín, mười anh em nha mọi người. Cái gầu thứ hai mà lên nha mọi người. Được đó, anh mặc áo đen á, áo dài tay, còn anh Vito là mặc áo xanh này. Anh tóc rất là chuyên nghiệp luôn. Đây, cái này là hai cầu mới về thay cho hai cầu này. Hai cầu này nhớ nhỏ, tuy nhỏ nhưng mà tốt, rất chi là ok. Chỗ tắt đại phụ này chỉ chạm ra lưng cuối cuối chạm ra lưng chị. Chẳng còn đâu mọi người. Đây ai vô tà tót lên đây chứ bộ. Hả? Đây cái tà tót. Ờ tà tót không lại chứ đây. Đi đâu vậy anh? Đoàn rón này chứ. Có khái ốc rồi lúa của họ. Thế lúa cái tẩu lên. Ốc lớn này. Ốc này.
đi đâu luôn kìa. Đó đó đó. Ba. Đó kìa, đó kìa, bị tô ngã cúc, bị tô á. Ngài, chỗ nó cúc bị luôn thử. Ngài, cúc á. Đó hả? Đó, trời đấy. Đó, gầm gầm gầm. Này, đậu gì lên luôn mà. Rồi có hôn nè, có hôn bên đó rồi. Bụi trái này hả? Ghê đây nhiều quá mỏ, khó mỏ. Hả? Có rô kìa, có rô kìa, đó. Có rô nằm trên cọn không? Mới được hơi con cá rô và một con cá trào. Đường chúng tôi đi đến đâu là rùi ba đến đó. Vô. Có cái mạch hay tốt rồi, thắng mạch thấy. Ghê quá mà. Cái này không có. Từ xuống cái đá này đó. Wow. Thấy chưa? Đó. Đù. Thấy hay. Yeah. Thấy chưa? Ô, nằm ở đây cái này thấy chưa? Nằm ở đây hả? Ừ, nằm đây nè. Vô đâu quá ơi. Không, ra leo nó góc cây đi cua thân. Cua lát lại hay chưa? Ừ, lát lại hết tay cua. Cua mà có bự kết lát nằm ở trên bao cái bụi nó chứ mò nữa. Cua cầu nữa. Còn ở trang đây nữa nữa. Mắt mắt cái đây nên đắt mày giờ mới cô lát lại nhé, không có hôn là mới cô lát lại mấy cái này thôi chứ mồ. Ở đây nữa nè, giặt 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 ở đây mấy cái này nó nằm dưới này. Ừ. Wow. Quần nãy thì cũng có được hơi cô nữa ha. Giờ lên cô rồi. Ủa em có đàn năm em rồi chứ. Ừ. Tay này dễ có nè. Nhiều quá nhiều người. À, cái này là cá trâu. Wow. Quá trời luôn mọi người nè. Anh em đi tắt sáng giờ đây. Giờ tắt. Có một bữa đi bắt cá thôi mà chờ bây giờ là gần 2 giờ, 2 giờ chiều rồi, anh em bây giờ muốn tắm rửa nè. Ủa mày có thể là như con gà kìa. Con gà cũng có dánh kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó ra nữa mọi người. Mùa đông chứ bố. Bác như bữa nay trở lại là bác quá không nữa. Không dám mua. Thả lấy cầm không? Bác là bác. Bỏ luôn con vô này. Cái sao gì bỏ luôn con này bác luôn. Con này bỏ cho luôn. Dạ bây giờ về làm mồi nha mọi người. Tạm biệt mọi người nha. Dạ anh em về trễ lắm rồi. Giờ về nhậu thôi. Về làm mồi nhậu.